ca sĩ Thùy Dương từng là một làn gió mới trong làng nhạc hải ngoại, thu hút sự chú ý bởi giọng hát ngọt ngào và nhan sắc mặn mà. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô lại kết thúc sau một thời gian ngắn, để lại nhiều bí ẩn cho đến tận ngày nay. Gần đây, thông tin về việc Thùy Dương đã xuất gia tu hành khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cô đưa ra quyết định này vẫn còn là một ẩn số. Trên thị trường âm nhạc, có nhiều nữ ca sĩ sở hữu tên Thùy Dương. Tuy nhiên, ca sĩ Thùy Dương với vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà luôn là cái tên khiến khán giả không thể nào quên. Nữ ca sĩ hải ngoại này từng là một ngôi sao sáng của trung tâm ca nhạc Asia, ghi dấu ấn bởi giọng hát truyền cảm và nhan sắc nổi bật. Thùy Dương tên thật là Nguyễn Thùy Dương, sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt. Năm 1992, cô sang Mỹ định cư và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp ca hát. Năm 1993, Thùy Dương chính thức ra mắt khán giả hải ngoại với ca khúc Một Mai Em Đi của nhạc sĩ Trường Sa trong chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập ASEAN. Nhiều nguồn tin cho biết cô từng là học trò của ông Trịnh Nam Sơn. Suốt nhiều thập kỷ qua, nền âm nhạc hải ngoại đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều mỹ nhân tài năng như Ngọc Lan, Kim Ngân, Như Quỳnh, Tâm Đoan. Hầu hết họ đều gặt hái được thành công lớn, sở hữu sự nghiệp đồ sộ và tên tuổi vang danh khắp nơi. Tuy nhiên, bên cạnh những nghệ sĩ thành danh, cũng có một số mỹ nhân sở hữu nhan sắc đỉnh cao và từng tạo tiếng vang lớn nhưng lại đột ngột biến mất một cách bí ẩn, không để lại bất kỳ thông tin gì về đời tư. Ca sĩ Thùy Dương là một trong số những trường hợp đó. Thông tin về năm sinh của Thùy Dương vẫn còn là bí ẩn, chỉ biết cô đặt chân đến Mỹ vào năm 1992. Sở hữu nhan sắc trời phú và giọng ca độc đáo, Thùy Dương nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất âm nhạc tại hải ngoại. Trước khi sang Mỹ, Thùy Dương đã tham gia ca hát tại Việt Nam nhưng chưa có nhiều cơ hội để tỏa sáng do những hạn chế về quy định thời bấy giờ. Khi sang hải ngoại, sự nghiệp âm nhạc của cô mới thật sự thăng hoa. Nhờ được trung tâm Thúy Nga Paris By Night phát hiện và o bế, Thùy Dương đã trở thành một trong những giọng ca hàng đầu tại hải ngoại. Giọng hát của cô được đánh giá là đặc biệt, không giống với bất kỳ ca sĩ nào trước đây. Vẻ đẹp của Thùy Dương khá mộc mạc, thuần khiết, không cầu kỳ son phấn nhưng vẫn toát lên sức hút khó cưỡng. Nét đẹp buồn của cô đặc biệt phù hợp với những bản tình ca da diết, nhiều tâm tư. Về giọng hát, Thùy Dương sở hữu chất giọng nữ trung trầm vô cùng đặc biệt, mang âm hưởng của quê hương. Giọng hát của cô trầm ấm, tự nhiên, có thể xuống đến âm vực của nữ trầm, ngang ngửa với danh ca Thanh Thúy. Bên cạnh đó, chất giọng thổ mạnh mẽ của Thùy Dương cũng có nhiều điểm tương đồng với Khánh Ly. Thật trùng hợp khi cả hai nữ ca sĩ tài năng này đều có xuất thân từ Đà Lạt mộng mơ. Vóc dáng mảnh mai, gầy guộc của Thùy Dương càng tô điểm thêm vẻ đẹp thi vị, lãng mạn cho những màn trình diễn của cô. Khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi nở nụ cười càng tăng thêm vẻ trầm mặc, sầu muộn và bí ẩn cho Thùy Dương. Chỉ sau một năm đặt chân đến hải ngoại, Thùy Dương đã nhanh chóng khẳng định vị trí của mình trên sân khấu âm nhạc và được đông đảo khán giả yêu mến. Ca khúc đầu tiên cô trình diễn trước công chúng là Một Mai Em Đi đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt. Giọng hát và phong cách âm nhạc độc đáo của Thùy Dương đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều khán giả tò mò về thân thế và cuộc đời của cô nhưng không ai có thể giải đáp bởi Thùy Dương luôn giữ kín chuyện đời tư. Cô cũng hiếm khi tham gia biểu diễn cho các hội đoàn và quyết định ngừng ca hát vào đầu những năm 2000 khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sự ra đi đột ngột của Thùy Dương khiến nhiều người tiếc nuối. Màn trình diễn cuối cùng của cô trên sân khấu là ca khúc Bến Xuân tại Đại Nhạc Hội ASEAN 53 năm 2007. Sau đó, Thùy Dương hoàn toàn biến mất khỏi showbiz và không ai biết tung tích của cô cho đến nay. Quyết định giã từ sân khấu của Thùy Dương vẫn còn là một bí ẩn đối với người hâm mộ. Dù vậy, hình ảnh và âm nhạc của Thùy Dương vẫn luôn sống mãi trong lòng khán giả yêu mến cô. Ngoài việc hạn chế giao tiếp với khán giả, Thùy Dương còn từ chối mọi lời mời phỏng vấn và tham gia phỏng vấn, talk show. Cô cũng không đi show cho riêng lẻ nghệ sĩ nào dù thân quen. Điều này càng khiến cho cuộc đời và con người của cô thêm bí ẩn và thu hút sự tò mò của công chúng. Chính vì vậy, giới truyền thông lẫn khán giả đều hoàn toàn mù tịch về Thùy Dương. Thậm chí, ngay cả những đồng nghiệp cùng nghề cũng chẳng hề hay biết thông tin gì về cô. Nhiều khán giả đã từng dò hỏi các ca sĩ hải ngoại về Thùy Dương nhưng đều không nhận được câu trả lời. Hiện tại, nơi ở và công việc của cô vẫn là một bí ẩn đối với tất cả mọi người. Theo nguồn tin mới nhất, một người hâm mộ trung thành của Thùy Dương đã liên lạc được với ban quản trị diễn đàn của trung tâm ASEAN. Họ cho biết Thùy Dương đã tạm dừng ca hát vì lý do riêng và đã chọn theo đuổi một hướng đi và nghề nghiệp khác. Nhiều cá nhân đã gặp và cho biết nữ ca sĩ đã về Đà Lạt sống. Bên cạnh đó, theo một số nguồn tin riêng được cho là từ những người từng gặp Thùy Dương ngoài đời, họ nói cô đã xuất gia tu hành. Tuy nhiên, nguyên nhân và địa điểm tu hành vẫn được giữ kín và chưa được tiết lộ.
Thông tin này vẫn chưa được người thân của Thùy Dương xác nhận, nhưng hiện tại, mọi thông tin về thân thế và sự xuất hiện của Thùy Dương đều ẩn chứa một màu sắc bí ẩn. Toàn bộ sự thật về cô ca sĩ này đều chìm trong sương mù, giống như chính quê hương của cô. Nhiều người hâm mộ đã từng tìm cách để hỏi Thùy Dương về lý do cô giấu kín thông tin cá nhân và gia đình, nhưng không ai có thể thỏa mãn mong muốn của họ. Thùy Dương là một người phụ nữ vô cùng đặc biệt, kín tiếng và luôn giữ bí mật về đời tư. Có người nói rằng sẽ tìm cơ hội để trao đổi với nhạc sĩ Trường Kỳ, người được biết đến là nắm giữ nhiều thông tin về các ca sĩ và nghệ sĩ trong và ngoài nước. Có lẽ chỉ có ông Trường Kỳ mới có thể hé mở bí ẩn về Thùy Dương. Trước đây, tiếng hát của Thùy Dương đã từng làm say đắm biết bao con tim. Giọng hát trầm buồn của cô như chạm đến tâm hồn của những người yêu nhạc, khiến họ cảm thấy đồng điệu với tâm tư của mình. Nhiều người hâm mộ đã mua CD của Thùy Dương, đến xem cô biểu diễn trên sân khấu của Thúy Nga, Paris by Night, Asia Hayton Production. Họ mong muốn được gần gũi hơn với thần tượng của mình, nhưng lại cảm thấy hụt hẫng vì Thùy Dương ít khi xuất hiện ở những nơi công cộng như vũ trường, nhà hàng ca nhạc hay các sự kiện giải trí. Thậm chí, cô cũng chưa bao giờ tổ chức live show riêng cho bất kỳ hội đoàn nào. Có lẽ, tâm hồn kín đáo, trầm mặc của Thùy Dương khiến cô không thích sự ồn ào, náo nhiệt. Chính vì vậy, thành tích của Thùy Dương không được vang dội như những ca sĩ đồng nghiệp khác, thật đáng tiếc cho một tài năng âm nhạc đặc biệt. Hiện tại, đã lâu rồi khán giả không còn được thưởng thức giọng hát buồn da diết của Thùy Dương. Tài năng mang âm thanh tuyệt vời ấy đã im tiếng, không còn cất tiếng hát trên sân khấu. Nhiều người nói rằng vì bẩm sinh lưỡi ngắn nên cô hát không tròn vành rõ chuẩn phát âm tệ. Tuy nhiên, chính khiếm khuyết này lại trở thành điểm đặc trưng, tạo nên sức hút riêng biệt cho Thùy Dương, khiến cô không thể lẫn lộn với bất kỳ ca sĩ nào khác. Ngoài những ý kiến chê bai giọng hát của nữ ca sĩ, cũng có không ít người lên tiếng bên vực cô. Họ lấy ví dụ về ca sĩ Tuấn Vũ và nữ ca sĩ Mỹ Huyền ở hải ngoại, dù cũng có khiếm khuyết về giọng hát nhưng vẫn được đông đảo khán giả yêu thích. Làng nhạc Việt Nam có nhiều cặp đôi nhạc sĩ, ca sĩ tri kỷ, cùng nhau thăng hoa trong âm nhạc và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Ví dụ khi nhắc đến nhạc sĩ Trường Sa, người ta sẽ nhớ đến danh ca Lệ Thu. Vào thập niên 1990, thêm một cái tên nữa xuất hiện là ca sĩ Thùy Dương. Dù hát nhiều ca khúc đa dạng, nhưng khi nhắc đến Thùy Dương, người ta vẫn thường nghĩ về nhạc của Trường Sa. Trước khi rời xa sân khấu, Thùy Dương đã ra mắt nhiều album và ca khúc, dù không phải tất cả đều xuất sắc. Tuy nhiên, cô luôn hát với tất cả tâm huyết. Bù lại cho giọng hát mỏng, đớt, Thùy Dương lại ghi điểm bởi sự tình cảm và tinh tế trong cách xử lý bài hát. Nhiều người đánh giá Thùy Dương là một cái tên tiềm năng, có thể kế thừa vị trí của đàn chị Ngọc Lan. Thực tế, họ cũng từng kết hợp trong một số màn song ca. Trước khi nghỉ hát, Thùy Dương đã để lại một số ca khúc khá ấn tượng như Một Mai Em Đi, khúc Thùy Du, Mưa Tình Cuối Đông, Anh Chưa Thấy Mùa Xuân. Thật đáng tiếc khi một giọng ca hay, chất giọng tha thiết và ngọt ngào như Thùy Dương lại không được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, tài hoa đa danh truân hay hồng nhan bạc phận không hẳn là định nghĩa cho trường hợp của cô. Nếu cũng yêu thích nội dung trên, đừng quên like, share và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.